Triển lãm mang tên Sự vĩ đại của Mexico trưng bày hơn 1.500 đồ tạo tác lịch sử từ các bộ sưu tập bảo tàng ở Mỹ, Italia, Pháp, Đức và Hà Lan, cũng như các tác phẩm của quốc gia Mexico. Thật sự thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy những cổ vật này tại Mexico nếu không phải qua việc chuyển nhượng tạm thời. Những cổ vật này được trưng bày tại đây để cho khách tham quan. Một số được mang vào nghiên cứu và sau đó lại được trả lại cho bộ sưu tập của chúng. Triển lãm mang đến những nét đẹp của các nền văn hóa Maya, Toltec, Teotihuacan, Aztec và Mixtec. Triển lãm được tổ chức trong vòng 5 tháng tại hai địa điểm là Bảo tàng Nhân học Quốc gia Mexico và Bộ Giáo dục Công cộng nằm ở trung tâm thành phố. Du khách sẽ được vào cửa miễn phí. Trong thời gian Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nắm quyền từ năm 2018, gần 6.000 cổ vật, di sản lịch sử đã được thu hồi và trả lại cho Mexico.